Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe CUV hạng sang đến từ nước Đức quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Audi Q5 đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Audi Q5 được sản xuất tại Đức, nhưng chiếc xe này là bản xuất Mỹ quý vị và các bạn nhé. Nhập trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, nhập về Việt Nam là 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp. Sau đây tôi sẽ cho quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần biển số đây ạ. Đấy, biển số rất là đẹp quý vị bạn nhé. 30E21488, đấy, đuôi 88, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy. Chiếc xe mới lăn bánh được 6 vạn km thôi, chạy từ năm 2016 đến bây giờ là tính ra là 6 năm rồi. Nhưng chiếc xe mỗi năm chạy khoảng 1 vạn km thì quý bạn biết rồi đấy ạ. Những chiếc xe hàng hiệu, những chiếc xe hạng sang như những chiếc xe này ạ, gần như là chủ xe đều đi rất là ít và rất là giữ gìn, cho nên là chiếc xe rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở cái phiên bản xuất Mỹ là cái phiên bản là cao cấp nhất quý bạn nhé, option nhiều nhất ạ. Tại thị trường Việt Nam mình thì là đa số là bản nhập hãng thôi, còn là những chiếc xe mà bản nhập Mỹ này thì rất là ít quý bạn nhé. Có thể nói là hiện tại ở trên thị trường đang sử dụng thì rất là nhiều, nhưng mà tại chợ xe thì chỉ có chiếc xe này là bản xuất Mỹ thôi quý bạn ạ. Còn lại là đa số là bản nhập hãng, cho nên là giá cả nó khác nhau ạ. Bản xuất Mỹ giá cả cao hơn và option nó nhiều hơn ạ. Nó hơn những cái bản ở xuất trong thị trường Việt Nam mình. Ví dụ như bản hãng là thị trường Việt Nam mình ạ, là nó chỉ được trang bị loa Bose thôi. Nhưng chiếc xe này được trang bị là loa Bang, và thứ hai nữa là option nhiều hơn, nội thất ghế da cao cấp, ghế chỉnh điện này, nhớ ghế này, sấy ghế này. Đấy, rất là nhiều option. Hơn nữa là chủ xe cũng đã lắp thêm một số đồ, ví dụ như là màn hình Android xịn đặt nhập trực tiếp từ nước ngoài về quý bạn nhé. Vì là màn hình cho những chiếc xe xịn này là phải lắp đồ xịn thì mới lắp được. Còn những cái màn hình của những chiếc xe khác thì có thể lắp màn hình Android bình thường vài triệu cũng có thể lắp được rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 1.099.000.000 quý bạn nhé. Biển 88 thì tôi bán đuôi là 099, 1.099.000.000 quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Audi Q5 2015 bản xuất Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Audi Q5 phiên bản xuất Mỹ 2015 này ạ. Mời quý vị và các bạn. À, ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để tìm hiểu về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe Audi Q5 2016 phiên bản xuất Mỹ này quý vị và bạn nhé. Là một chiếc xe hạng sang và những chiếc xe cao cấp như thế này thì phần lớn là những chủ xe đều sở hữu và sử dụng rất là cẩn thận quý bạn nhé. Đi ít và lại giữ gìn rất là nhiều nên chiếc xe còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài, nước sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều quý bạn nha. Đây là cái phần nền, nền bên lái quý bạn xem này, rất là phẳng này. Hôm nay thì thời tiết nó rất là râm cho nên là nhìn nó không được rõ, không được chuẩn nét như là cái hôm trời nắng. Những hôm trời nắng to thì nhìn nó sẽ chuẩn được nét hơn quý bạn ạ. Nhưng mà cái phần nền, những cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe còn nguyên bản này, rất là đẹp luôn quý vị bạn nha. Đây là những cái phần nước sơn này, nước sơn màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, và nhìn cái cặp, nhìn cái bộ la răng S-Line của chiếc xe rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, la răng và cái dàn lốp này cũng còn rất là dày quý bạn nhé. Dàn lốp này thì chủ xe cũng phải, nếu như bây giờ chúng ta mua chạy thì cũng phải vài vạn nữa mới phải thay cái dàn lốp này quý bạn ạ. Đấy, la răng đúc rất là đẹp.
rất là đẹp luôn, chưa có bị xước sát, chưa có bị va chạm gì cả, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn những cái phần nước sơn bên ngoài đều rất là mới, rất là bóng bẩy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị xước sát gì cả quý bạn nhé. Chúng tôi mua về thì chúng tôi cũng đã gọi là dọn rửa qua qua thôi, chưa có dọn dẹp kỹ đâu ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Nhìn về cái phần đầu thì xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon ông và cặp đèn pha rất là đẹp quý bạn ạ. Rất là mới, rất là bóng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát, chưa có bị nứt vỡ gì cả quý vị các bạn nhé. Đây là cái cụm đèn pha còn rất là mới đấy ạ, rất là sáng. Và theo cái thiết kế của Audi cho chiếc vành, cho cái cặp đèn này rất là đẹp quý bạn này, xung quanh là bằng chrome. Đấy, giữa là đèn pha bi xenon rất là đẹp. Và mặt ca lăng cũng còn rất là mới này, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị ố gì cả đây. Cái những cái dòng xe cao cấp thì là cái chất liệu để sản xuất lên chiếc xe cũng đều là rất là xịn, rất là đẹp quý bạn nhé. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm. Đấy, cụm đèn gầm và cảm biến trước đây thưa với quý bạn. Có cả cảm biến trước này, cụm đèn gầm này, lưới tản nhiệt đều rất là mới luôn quý bạn nhé. Rất đẹp luôn ạ, cụm đèn gầm đây ạ. Cảm biến trước đây ạ, rất mới, rất là đẹp luôn. Cabo sơn zin nguyên bản của xe đây quý bạn nhé. Đấy, rất đẹp này. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, có cả cảnh báo vượt quý bạn nhé. Cảnh báo vượt là nó sẽ báo vào trong cái mắt má này. Lát nữa thì ngồi bên trong xe là nhìn rất là rõ cái cảnh báo vượt đấy ạ. Đấy, khóa thông minh. Đấy, bấm tay để mở cửa này. Và được trang bị là thiết kế này, chạm vào, cứ chạm vào là khóa cửa luôn các bạn ạ. Đấy, rất là thông minh cho chiếc xe quý bạn nhé. Từ những cái nẹp cửa này cũng bằng chrome, rất là sáng, rất là xịn quý bạn ạ. Đấy, toàn bộ về những cái phần nẹp của chiếc xe này là nó ở cái hàng xe hạng sang rồi, cho nên là chất liệu để sản xuất những cái giá nóc này cũng bằng chrome, rất là mới này, rất là sáng luôn quý bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, hệ thống đèn hậu cũng là full led luôn. Hệ thống đèn hậu là full led các bạn nhé. Và đặc biệt là còn rất mới này, chưa có bị xước sát gì cả, chưa có bị va đập gì cả này, cho nên là rất đẹp luôn đấy. Đây là cái cụm đèn hậu quý bạn nhé, rất mới đấy ạ. Hệ thống đèn hậu cũng là full led đấy. Phía bên dưới này là một cái cụm đèn nữa này. Cụm đèn này là rất là nhiều bóng và rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như là dừng đỗ này, đèn lùi này, dừng đỗ trên cao tốc này, tức là trong cái hệ thống của những chiếc xe Mỹ này thì là họ thiết kế rất là nhiều cái loại đèn khác nhau. Ở Việt Nam mình còn chưa dùng đến nhiều đâu ạ. Đa số ở Việt Nam thì chỉ dùng đến những cái đèn xi nhan này, đèn phanh này, đèn lùi. Nhưng ở bên nước ngoài người ta còn thiết kế cả những cái đèn dừng đỗ khẩn cấp hay là đỗ ở đường cao tốc thì phải bật đèn nào. Cho nên là riêng cái cụm đèn này nó rất là nhiều loại đèn. Đấy, và đèn phanh trên cao, đuôi gió, đèn phanh trên cao đều rất là đẹp rồi các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái phần logo rất là đẹp này, đến chữ này. Đấy, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Chưa có bị xước sát gì cả hay là chưa có bị ố gì cả. Vì những chiếc xe hạng sang này chất liệu rất là tốt, chất liệu để sản xuất là rất là tốt, rất đẹp rồi quý bạn nhé. Cho nên rất là bền. Và nhìn đằng sau này thì quý bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị nguyên bản là camera lùi rồi. Bên dưới là cảm biến lùi, tức là chiếc xe này có cả cảm biến trước, cảm biến sau, có thể cảm biến quanh xe đấy ạ. Đấy, rất đẹp, rất là mới luôn quý bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài thì chưa có một cái dấu vết gì là đâm đụng hay là va chạm gì cả. Đến nước sơn cũng còn rất là mới quý bạn nhé. Đấy, thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào bên trong xe để xem về cái phần keo chỉ cũng như là về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe Audi Q5 2016 này quý vị và bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là từ những cái tay nắm này, rất là đẹp này, khóa này, mở này. Đấy, mở luôn này. Từ keo chỉ này, bên trên này là không có keo chỉ quý bạn nhé. Bên dưới này, bắt đầu từ dưới này là có keo chỉ này, nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, keo chỉ này, đến ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn, chưa có một cái dấu vết tháo nào quý vị và bạn nhé. Đấy, và táp bi cửa này cũng rất là mới luôn. Táp bi rất là mới này. Nội thất da cao cấp, nội thất da bò đấy ạ.
Đấy, nội thất da bò cao cấp này. Phần lớn những chiếc xe ở hãng thì làm nội thất là màu đen thôi ạ. Nhưng mà những chiếc xe nhập Mỹ thì đa số là nội thất da bò. Và ghế chỉnh điện này, nhớ ghế này, hai vị trí này, nhớ ghế hai vị trí này, công tắc điều chỉnh lên xuống kính này, gương chiếu hậu gập điện này, mở cốp này, khóa này. Đây là cảnh báo vượt trên gương đây các bạn nha. Cảnh báo vượt trên gương thì nó sẽ báo ở bên ngoài nữa. Đấy, tôi mở cái gương này ra cho quý bạn xem là cái đèn cảnh báo vượt trên gương là nó ở đây này. Đèn này sáng này, cảnh báo vượt trên gương này. Đấy, tôi vừa mới bật điện lên cho nên là chưa nổ máy mà bật điện mà nó sẽ tút đèn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là mới luôn quý bạn nhé. Và đặc biệt ở cái phiên bản nhập Mỹ này thì quý vị các bạn biết đấy ạ, đang mở cửa cho nên nó tút tút quý bạn ạ. Có lẽ phải tạm thời lại phải tắt điện đi để cho nó đỡ tút tút. Đó. Và đặc biệt ở cái phiên bản nhập Mỹ này thì xe đã được trang bị hệ thống loa cao cấp, loa bang Luxen này, gọi tắt là loa bang quý vị bạn nhé, bang Luxen như gọi tắt là loa bang, hệ thống loa bang. Đấy, âm thanh cao cấp đấy ạ, nghe rất là hay quý bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 quý bạn nhé, và nó xuất sang Mỹ, nhập về Việt Nam, xong lại nhập về Việt Nam này, tính ra là mất đến năm 2016 mới về đến Việt Nam, đăng ký biển Hà Nội từ năm 2016 quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ toàn bộ là còn nguyên bản hết quý bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên này. Đấy. Và tabi cánh cửa thì rất là mới, rất là sang, được thiết kế giữa vân gỗ này, da cao cấp màu da bò này. Đấy, và nội thất ghế sau thì quý bạn thấy đấy ạ, chưa có bị xước sát gì cả, vì đằng sau này thì ngồi rất là ít quý bạn nhé. Đằng sau này là ít người ngồi, mà chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chỉ có gọi là rửa ráy qua, hút bụi qua thôi, chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên là nó hơi bẩn một chút quý bạn xem này. Nó hơi bẩn nha, nếu như dọn đi là nó sẽ sạch, nó mới lắm đấy. Đây là nó hơi bẩn. Đấy. Chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn ạ, chỉ có gọi là rửa qua và hút bụi qua đi thôi. Cho nên là nó như thế này, với một chiếc xe cũ thì nó đã là rất là sạch rồi ạ, rất là mới rồi đấy ạ. Nếu như dọn dẹp đi thì nó còn đẹp nữa. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đồng hồ cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Thì chia sẻ với quý vị các bạn, chủ xe cũng đã lắp thêm cái màn hình Android rất là xịn nhá. Và cái màn hình Android này là phải đặt riêng đấy ạ. Chứ vì với những chiếc xe hạng sang như chiếc xe Audi này thì phải dùng đồ xịn mới lắp được, chứ còn hàng bình thường là không lắp được. Và đặc biệt là chủ xe lắp nhưng vẫn giữ nguyên cái bộ đầu cũ này. Đấy, và đi theo một cái đường âm thanh riêng qua AUX cho nên là không ảnh hưởng gì đến loa bang quý bạn nhá. Nghe âm thanh của cái đầu này, cái màn hình này, Android này và cái đầu dưới này cũng đều qua hệ thống loa bang hết, cho nên là nghe rất hay. Hệ thống loa bang vẫn giữ nguyên bản của xe nhé. Nhiều người không biết độ là bỏ qua mất cái bộ loa bang đấy ạ. Và đây từ giờ thì tôi sẽ bật điện lên. Đây là xe được trang bị đèn nổ start top các bạn nhé, để cho quý vị và các bạn xem về cái đồng hồ của chiếc xe. Đây là cái màn hình này, màn hình tôi đang mở cái YouTube. Đấy, tôi vừa mới mở thử để xem là có giống cái tôi đang phát trực tiếp không ạ. Đấy, thì tôi đang phát trực tiếp thì là trên YouTube nó cũng có ạ. Rất hiện đại rồi quý bạn nhé. Và đây là cái đồng hồ. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái đồng hồ công tơ mét đấy ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 6 vạn km rồi quý bạn nhé. Đây, vô lăng này. Nhìn về 6 vạn thì quý bạn phải xem cái vô lăng nó có đẹp như thế vậy không, như có đúng 6 vạn hay không. Vô lăng này, rất mới này, cần số này đều rất là mới quý vị và bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị là phanh tay điện tử này, đề nổ start top. Nhiều xe là không có đề nổ start top đâu nhé. Option con này là có đề nổ start top này. Có nhiều xe là phải dùng cái khóa bấm vào đây và ấn khóa thì mới nổ được, không có nút bấm. Còn bây giờ là chiếc xe này đã có nút bấm rồi. Và điều hòa tự động hai vùng độc lập, đặc biệt là có cả sấy ghế quý bạn nhé. Đấy, sấy ghế này. Option thì rất là nhiều rồi quý bạn ạ. Phiên bản Quattro hai cầu, đẹp từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, chiếc xe này tôi vừa mới quay trực tiếp đây quý bạn ạ. Tôi vừa phát trực tiếp thì nó đang có sẵn luôn ở trên cái màn hình này rồi đấy ạ. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và phía bên trên này là cửa sổ panorama toàn cảnh cho đến tận hàng ghế ngồi sau này, rất thoáng luôn đấy ạ. Đấy, cửa sổ panorama này, gương chiếu hậu chống chói. Đấy, rất là đẹp, một chiếc xe hạng sang quý bạn nhé. Và bây giờ thì tôi lại tạm thời phải tắt cái điện này đi
để tôi ra ngoài tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về những cái phần còn lại bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Option của những chiếc xe Mỹ này bao giờ cũng rất là nhiều ạ. Đấy. Và cốp thì cũng đã được trang bị là cốp điện rồi quý vị và các bạn nhé. Đây là cái cốp điện trang bị là điều khiển từ cửa xe, hoặc là có thể ra xe bấm trực tiếp, có thể bấm ở trên khóa. Bấm ở trên khóa này thì phải tắt điện đi thì mới bấm được, chứ đang bật điện này, tôi đang bật điện là không bấm được quý vị bạn nhé. Đây tôi sẽ tắt điện đi cho quý vị bạn cùng xem. Tắt điện rồi đấy ạ. Phải tắt điện, tắt được hết điện ở trong xe thì mới bấm được mở cốp. Đây ạ. Đấy, cốp điện quý vị bạn nhé. Và đặc biệt thì thưa với quý vị các bạn đây ạ, toàn bộ về cái đằng sau này, từ những cái phần keo chỉ, keo chỉ xung quanh cái cốp này là còn nguyên này. Đấy, điều này chứng tỏ là không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Đấy. Bên trên của cái mép cốp này thì là chỉ có dập đường gân này thôi, chứ không có keo chỉ ở cái phần bên trên này các bạn nhé. Keo chỉ ở cái cốp sau này thì lại được là thiết kế ở cái phần dưới, chứ phần trên cốp là không có keo chỉ. Đấy. Và đặc biệt là cái cốp xe rất là rộng rãi, rất là sạch sẽ, vì chiếc xe này chủ xe rất là giữ gìn các bạn nhé. Đây là cái tấm này là lắp thêm thôi này, bên dưới này nguyên bản này, rất sạch luôn ạ. Bên dưới rất là sạch. Và toàn bộ về phụ tùng đồ nghề của chiếc xe này vẫn còn nguyên bản luôn ạ. Toàn bộ còn nguyên bản vì lốp sơ cua chưa hạ. Đây, lốp sơ cua chưa hạ. Và bơm này, đây là cái bơm đây thưa với quý bạn này, bơm điện này. Kích thì lại ở phần dưới quý bạn nhé. Kích thì lại phải ở tận dưới này cơ, phải mở hết được những cái này ra thì mới thấy được cái kích này. Lốp sơ cua cũng mới tinh đấy ạ, chưa có hạ, chưa có dùng tí nào đâu ạ. Đấy, còn nguyên bản hết. Riêng về cái cốp sau này thì chiếc xe mới như nào thì bên dưới nó như vậy đấy ạ, vì chưa ai động gì vào ạ, chưa ai dùng gì đến cái lốp này ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ thì tôi lại vừa nãy chạm vào chìa khóa cho nên là nó bấm mất khóa, lại phải mở khóa thì mới mở được cái sau bên phụ. Đấy, cửa sau bên phụ này. Keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản luôn. Đấy, và rất mới luôn quý bạn nhé. Táp bi rất mới này. Hệ thống loa 3A Luxen này. Đấy. Và đằng sau nội thất rất là đẹp. Nội thất màu nâu da bò của những chiếc xe đến từ nước Mỹ rất là đẹp này. Đấy. Về nội thất thì rất mới, rất là đẹp như này đấy ạ. Và bên trên là cửa nóc này, cửa sổ panorama này, đều rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Quá là mới luôn. Đấy. Cả mở cửa bằng cửa này luôn đấy quý bạn nhé. Bấm tay để mở cửa cả về cái cánh cửa sau. Cho nên là tôi vừa chạm vào cái tôi quên tôi lại phải bấm khóa đấy ạ. Đây, bấm mở cửa này. Tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này, keo chỉ còn nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên luôn này. Táp bi cánh cửa này cũng mới tinh. Cảnh báo vượt trên gương đây. Đấy. Loa bang. Đấy. Và ghế phụ cũng là ghế chỉnh điện quý bạn nhé. Toàn bộ những cái phần ốc này là còn nguyên bản này. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa sau nguyên bản này. Nội thất này rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Nội thất ghế da bò rất mới này. Toàn bộ cái bảng điều khiển này cũng còn mới tinh luôn ạ. Và kết hợp giữa vân gỗ và những cái thiết vật liệu chrome làm cho chiếc xe này rất là sang, rất là sáng các bạn ạ. Vật liệu chrome của chiếc xe này cũng rất xịn các bạn ạ. Cho nên nhìn lúc nào nó cũng mới và nó sáng như này đấy ạ. Đấy, với những chiếc xe sang thì bao giờ cũng vậy ạ. Đều là chất liệu chrome nhưng ở những chiếc xe hạng trung nhá, hạng bình dân nó lại khác các bạn ạ. Và ở hạng sang là chất liệu nó cũng khác, cho nên chính vì thế là giá thành nó sẽ khác nhau quý bạn nhé, so với những chiếc xe tất cả trên thị trường. Trái tim của chiếc Q5 2016 phiên bản xuất Mỹ này là một cái khối động cơ TFSI 2.0 lít được kết hợp với turbo tăng áp quý bạn nhé, cho nên là chạy rất là khỏe quý bạn ạ. Với cái động cơ này thì thưa với quý bạn, chúng tôi mua về thì chúng tôi chưa có dọn đâu. Đã chưa dọn mà nó đẹp như này rồi quý bạn ạ. Đây, nó hơi bẩn một chút là do chưa dọn nhé. Cơ bản là còn nguyên bản hết ạ. Toàn bộ từ những cái phần ốc này còn nguyên đây. Chủ xe còn để hộp cao để chống chuột, vì chuột nó hay vào trong động cơ. Như ốc còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy. Toàn bộ từ những cái ốc đầu này là còn nguyên bản hết này. Đấy.
ốc tai này còn nguyên bản hết này, cho đến ốc cabo. Thưa với quý các bạn, đây là cái ốc cabo này còn nguyên hết ạ, chưa có một cái vết tháo nào cơ mà nhá. Ốc chân cabo cũng vậy ạ, đến keo chỉ cabo này còn nguyên hết luôn các bạn ạ. Cái cabo này thì không được thiết kế cái keo chỉ, nhưng nó chỉ dập mép thôi các bạn ạ, dập mép. Nhưng nếu như bị đâm đụng hay là va chạm gì cả vào đây thì là nó sẽ có vết. Đấy là còn nguyên hết này, những cái vết đinh tán này, đâm đụng hay là va chạm thì không bao giờ làm mất được cái vết này đâu ạ. Đấy, ốc cabo này nguyên bản hết này. Đấy, ốc chân cabo cũng còn nguyên hết luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây này, phiên bản là sản xuất năm 2015 nhé. Đây là cái tem nhà sản xuất, phiên bản này phiên bản xuất Mỹ, sản xuất năm 2015. Đấy. Và về cái phần động cơ này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, nó hơi bẩn một chút do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, nhưng mà nó rất đẹp và còn nguyên bản. Và chia sẻ với quý vị các bạn nhé, rất là nhiều những chiếc xe Audi Q5, có những chiếc xe ăn dầu, có những chiếc xe không ăn dầu, hoặc có những chiếc xe ăn ít, nhưng chiếc xe gần như đa số là nhiều xe là ăn dầu, nhưng chiếc xe này không ăn dầu đâu nhé, tức là không hao dầu quý bạn ạ. Đấy, và động cơ rất đẹp, rất là mới rồi quý bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng giới thiệu, chia sẻ đến quý vị và các bạn toàn bộ về phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Audi Q5 2016 phiên bản xuất Mỹ, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đã lăn bánh 6 vạn km quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1.099.000.000 đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Audi Q5 này của chúng tôi thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.